Thưa quý vị, thưa các bạn, giai đoạn 2010-2015, bằng nhiều biện pháp tích cực, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển ngành công nghiệp. Là một tỉnh miền núi, song hiện nay tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng của Tuyên Quang đã đạt trên 38% trong cơ cấu kinh tế. Công nghiệp tiếp tục là một trong ba khâu đột phá được Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang xác định tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nhà máy giấy và bột giấy An Hòa thuộc Công ty Cổ phần Giấy An Hòa là một trong những dự án kinh tế trọng điểm, có đóng góp tích cực vào việc thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Tuyên Quang. Bằng việc quan tâm, thực hiện tốt chiến lược về phát triển vùng nguyên liệu, Công ty Cổ phần Giấy An Hòa duy trì hoạt động ổn định của hai dây chuyền. Năm 2015, đơn vị phấn đấu hoàn thành mục tiêu giá trị sản lượng trên 2.700 tỷ đồng, doanh thu trên 2.000 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách của địa phương, đồng thời giúp người lao động yên tâm với công việc gắn bó với hoạt động sản xuất của công ty. Chỉ đạo của tập đoàn thì chúng tôi trong mấy tháng vừa rồi cũng cố gắng hết sức và chạy máy với công suất rất là cao. Và cái khả năng hoàn thành kế hoạch của năm do tập đoàn giao cho. Trên 17.600 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu được Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu phấn đấu đạt được vào năm 2020. Giai đoạn này, công nghiệp chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp phụ trợ sẽ tập trung ưu tiên. Với lợi thế là địa phương có nhiều điều kiện phát triển các mặt hàng nông lâm nghiệp, vì vậy, công nghiệp chế biến của Tuyên Quang tập trung vào các sản phẩm công nghiệp giấy, chè, các sản phẩm từ gỗ, vân vân. Bên cạnh đó, nhiều dự án công nghiệp hỗ trợ may mặc đang tiếp tục được triển khai đầu tư tại Tuyên Quang. Tỉnh khuyến khích các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giải quyết nhiều việc làm, góp phần tích cực chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động, kinh nghiệm và cũng là giải pháp quan trọng để phát triển ngành công nghiệp của Tuyên Quang, đó là việc chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chúng tôi thì cái quan điểm mà tài sản mà đắt giá nhất và quý trọng nhất của chúng tôi đó là nguồn nhân lực. Thế thì chúng tôi đã đầu tư đào tạo nguồn nhân lực trong nhiều năm nay rồi và đặc biệt là chúng tôi cũng liên kết với lại các trường cao đẳng và đại học, đặc biệt là trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm để chuyển giao toàn bộ cái phần mà công nghệ về chế biến, đặc biệt là về chế biến chè cho toàn bộ công nhân ở trong nhà máy. Tôi làm ở đây cũng được gần 3 năm rồi, công việc ở đây cũng khá ổn định. Mức thu nhập của tất cả anh em công nhân ở đây thì cũng đủ cho anh em nuôi cuộc sống gia đình của mình. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất công nghiệp hiện có, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang cũng đã tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh bằng việc nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư. Nhờ đó, hiện nay nhiều dự án kinh tế công nghiệp của tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng được triển khai và phát huy tốt hiệu quả sản xuất. Năm 2015, Tuyên Quang đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định năm 1994 là 6.500 tỷ đồng. Sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng đã đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2011-2015 của tỉnh Tuyên Quang là trên 14%. Công nghiệp toàn tỉnh thì Sở Công Thương ngay từ trong giai đoạn này đã phối hợp với cùng các ngành và sở các đầu tư xây dựng nên kế hoạch phát triển công nghiệp năm 2016 và đến năm 2020 trên cơ sở năng lực cũng như là cái khả năng sản xuất của các cái dự án đang hiện tại làm sao duy trì và phát huy được cái thế mạnh của từng ngành để đảm bảo cho các cái nhà máy đã hoạt động được ổn định. Bằng các giải pháp tập trung phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, tập trung khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, tỉnh Tuyên Quang hướng tới mục tiêu đến năm 2020, giá trị ngành công nghiệp xây dựng chiếm 40% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020.